Phải nói là trong năm vừa qua, với nhóm dòng xe ô tô SUV ở thị trường trong nước, dòng xe SUV đô thị khá là nóng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới như là Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, MG GS và gần đây nhất đó là Peugeot 2008. Nhiều người đang thắc mắc liệu ở trong tầm giá hơn 700 triệu đồng nên chọn mẫu xe nào? Giữa thương hiệu Hàn Quốc và thương hiệu của Pháp Peugeot Hàn Quốc với Kia Seltos. Kia Seltos đó là tân binh có màn ra mắt thành công khi sớm ghi nhận doanh số tốt và không ít lần rơi vào tình trạng thiếu hàng và chậm trễ giao xe cho khách. Peugeot 2008 đó là một mẫu xe SUV tiếp theo của thương hiệu Pháp Peugeot được Thaco phân phối ở tại thị trường trong nước sau dòng xe 3008 và 5008. Đây cũng là lựa chọn SUV hạng B hiếm hoi được định vị thuộc trong phân khúc cao cấp, tiệm cận xe sang. Với chiến lược định vị sản phẩm này thì Peugeot 2008 được niêm yết với giá cao hơn đa số dòng xe SUV đô thị trong tầm giá 700 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản Peugeot 2008 Active tiêu chuẩn với giá 739 triệu đồng. Trong khi đó, với thương hiệu Hàn Quốc Kia Seltos có giá bán dễ tiếp cận hơn, đáng kể so với việc so sánh với đối thủ của mình. Với dòng xe Peugeot 2008 thì phiên bản Seltos 1.4 Premium cao cấp nhất hiện nay được niêm yết với giá là 719 triệu, thấp hơn 2008 Active đến 20 triệu đồng Việt Nam. Để có một cái nhìn khái quát hơn, chúng ta có thể thấy Kia Seltos và Peugeot 2008 đều có ngoại thất khá là trẻ trung cũng như là hiện đại, phù hợp với nhiều mẫu SUV phục vụ cho mục đích di chuyển chính ở trong đô thị và nhìn khá là bắt mắt đối với những gia đình trẻ và gia đình có nhu cầu đi lại khoảng từ 4 người. Thiết kế của Vezo 2008 rất là cá tính với các khu vực được chia cắt và tạo khối rõ ràng ở trên đầu, ở phần thân cũng như là phần đuôi xe. Trong đó thì điểm nhấn của phần đầu đó là cụm đèn trước LED toàn bộ với giải LED ban ngày lấy cảm hứng từ răng nanh của sư tử và kéo dài từ đèn pha xuống sát lip phía trước. Nói về diện mạo ở phía bên ngoài của Kia Seltos có thể là nhẹ nhàng hơn, đối thủ nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Đối với đèn pha và đèn ban ngày được bố trí kiểu chia hai tầng, đi kèm với lưới tản nhiệt mũi hồ đặc trưng của thương hiệu Kia và được làm bằng viền chrome. Ở phiên bản 1.4 rim cao nhất thì Kia Seltos được trang bị cùng đèn trước LED toàn bộ, các chi tiết như là đèn pha chia khoang và giải lép ban ngày tạo với hình điệu và giúp cho Seltos trở nên khá là bắt mắt. Kia Seltos và Peugeot 2008 đều có các trụ ABC và gương chiếu hậu sơn màu đen đi kèm với tay nắm cửa mạ rồm. Vòm lốp và nẹp hông của xe đều được ốp nhựa đen lì giúp cho ngoại hình nhìn khá là cứng cáp và ra dáng với dòng xe SUV thực thụ hơn. Khi nhìn về bên hông của xe thì Peugeot 2008 độc đáo và thu hút hơn nhờ các đường gân nổi góc cạnh. dáng vẻ khá là thể thao, tạo khối tam giác rất là lạ mắt ở khu vực trụ A và C. Kéo xuống phần đuôi xe Peugeot 2008 tiếp tục đi giữ kiểu tạo hình nổi khối cũng như là rất cá tính. Cụm đèn hậu đặt trong thang ngang, đèn bóng ôm trọn cửa cốp, đi kèm họa tiết LED dạng 3D cản sau của xe mang kích cỡ lớn sơn màu đen nhô mạnh khỏi đuôi mới thoát nhìn thì có vẻ không ăn nhập với thiết kế tổng thể của xe trong khi đó thì đuôi xe của Kia Seltos cho cảm giác hài hòa hơn cân đối hơn với điểm nhấn là họa tiết led của cụm đèn hậu được tạo hình khá là chi tiết cũng như là rất là cầu kỳ nhìn chung thì Kia Seltos và Peugeot đều sở hữu thiết kế rất là bắt mắt và hiện đại với những đường nét tạo hình góc cạnh và có phần thể thao mạnh mẽ và 2008 phù hợp với nhóm khách hàng trẻ trung tìm kiếm sự cá tính riêng. Trong khi đó với thiết kế trung tính hơn thì Kia Seltos phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và bền dáng hơn đối thủ và đồng thời với vóc dáng của Seltos cũng cao lớn hơn 2008. Xét về trái tim của hai dòng xe này thì bởi do 2008 được trang bị động cơ xăng tăng áp turbo 1.2 công suất là 133 mã lực, mô men xoắn là 230 Newton. Hộp số tự động 6 cấp với mức hiệu năng không chênh lệch nhiều hơn so với Kia Seltos. Dòng xe này sử dụng động cơ xăng tăng áp Kappa 1.4 TGDI, công suất là 138 mã lực, mô men xoắn là 242 Newton và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nói về sự khác biệt giữa hai mẫu xe này nằm ở trải nghiệm vận hành thực tế với khả năng đạt mô men xoắn cực đại tại dải tua máy thấp là 1.750 cho đến 3.500 vòng trên 1 phút Peugeot 2008 cho phản hồi nhanh nhạy trong các tình huống tăng tốc hay là khởi hành ngang dốc. Với nhu cầu di chuyển cơ bản thì 2008 vận hành mượt mà thanh thoát, độ trễ tăng áp gần như là không cảm nhận được. Trong khi đó hộp số 7 DCT của Kia Seltos hướng đến cảm giác lái bốc hơn và mang tính chất thể thao hơn. Ngoài ra thì khoảng sáng gầm 190mm cao hơn Peugeot 2008 15mm cũng giúp cho Seltos vận hành linh hoạt hơn dòng xe Peugeot. Điều mà rất nhiều khách hàng quan tâm đó là nội thất của hai dòng xe này như thế nào. Nói về thiết kế nội thất của Peugeot 2008 khá là bắt mắt và nhiều người nói rằng bắt mắt hơn so với dòng xe kia Sotos nhờ nhiều chi tiết được bố trí và tạo hình khá là lạ mắt, mô phỏng khoang lái của chiến đấu cơ. Tiêu biểu có thể kể đến đó là bảng đồng hồ tách biệt với tắp lô, vô lăng đáy và đỉnh phẳng, màn hình giải trí đặt nổi nghiêng nhẹ về phía người lái và hệ thống nút điều khiển trung tâm dạng cần gạt. Trong khi đó thì khoang cabin Kia Seltos có phần đơn giản hơn, hệ thống nút bấm được bố trí khá là gọn gàng. Dù là được trang bị màn hình trung tâm kích cỡ khá là lớn và lớn nhất trong phân khúc, kiểu thiết kế màn hình nối liền với bảng đồng hồ của Seltos lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều và nhiều người lại tỏ ra không thích với dạng thiết kế này. Bù lại thì phiên bản Seltos 1.4 Premium cao nhất vượt trội Peugeot 2008 Axi về tiện nghi nội thất. Kia Sotos tốt hơn đối thủ ở các trang bị như là điều hòa tự động, cửa gió cũng như là bệ tỉ tay hàng ghế sau, thông gió ghế trước, đèn nội thất, rule control và hệ thống âm thanh 6 loa. Đối với dòng xe Vergeo thì có hệ thống âm thanh 4 loa, không có cửa gió hàng ghế sau được xem như là hạn chế lớn của Vergeo 2008 và đặc biệt tại những quốc gia vùng nhiệt đới như là ở Việt Nam so với chiều dài cơ sở là 2.605 mm của Peugeot 2008, không chênh lệch nhiều so với 2.610 mm của Kia Seltos. Tuy nhiên, hàng ghế thứ hai trên Peugeot 2008 cho cảm giác rộng rãi hơn ở không gian trên đầu. Điều này xuất phát từ việc hàng ghế thứ hai của 2008 được đặt thấp và phần trần xe lõm lên trên. Đổi lại, hành khách phía sau sẽ có vị trí ngồi thấp hơn đáng kể so với cửa sổ và từ đó giảm tầm nhìn ra bên ngoài so với dòng xe Kia Seltos. Với thời điểm này thì dòng xe Mitsubishi Spender được cho là đang bán chạy như tôm tươi vẫn có những mức giá giảm tiếp theo khá là hấp dẫn để mà người tiêu dùng có thể sẵn sàng xuống tiền mua ngay một chiếc để tàu cho gia đình, phục vụ cho nhu cầu đi lại của mình. Giá rất hấp dẫn, chỉ từ 525 triệu đồng cho bản MT và 580 triệu đồng cho bản AT. Cuộc chiến giảm giá ở thị trường xe tô Việt trong những tháng gần đây, khi các hãng tích cực triển khai các chương trình khuyến mãi cũng như là tri ân khách hàng hấp dẫn. Bên cạnh đó thì nhiều đại lý áp dụng các chính sách riêng để mà kích cầu, khiến cho khách hàng phải xuống tiền mua sắm và đồng thời xả hàng tồn kho để đón lô hàng mới cho năm tới. Được mệnh danh là xe phân khúc MPV đắt khách nhất ở trong phân khúc này. Nhưng Mitsubishi Spender cũng không nằm ngoài cuộc giảm giá khi ngoài ưu đãi từ hãng, các đại lý còn đã áp dụng khuyến mãi tiền mặt lên tới 50 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe nhằm mục đích đẩy đi tất cả các chiếc xe còn lại của đời cũ để đón chờ những dòng xe trong năm mới. Một số đại lý ở khu vực phía Bắc nói riêng hiện cũng đang áp dụng mức giảm từ 28 đến 30 triệu đồng tiền mặt đối với bản MT, trong khi bản AT thì giảm từ 42 cho đến 50 triệu đồng Việt Nam. Giảm này trực tiếp qua tiền mặt, sau khuyến mãi thì giá xe Spender bản MT còn là từ 525 triệu và bản AT từ 580 triệu đồng. Mức ưu đãi được áp dụng tùy theo số lượng xe còn ở trong kho và chính sách riêng của từng đại lý khác nhau. Ngoài ưu đãi về tiền mặt thì khách hàng mua xe vẫn tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của hãng đối với bản MT và AT nhập khẩu. Và theo nghị định 70 của chính phủ ban hành, bản AT lắp ráp đến hết năm 2020. Ngoài ra thì mỗi hợp đồng mua xe còn được tặng một năm bảo hiểm vật chất có giá trị lên tới 10 triệu đồng Việt Nam. Nói về dòng xe Mitsubishi Spender trong phân khúc MPV ở tại thị trường Việt thì gần như đã trở thành độc tôn khi lượng xe tiêu thụ hàng tháng đã bỏ xa với các đối thủ cùng phân khúc với nó. Mẫu xe này đã cán mốc 30.000 xe bán ra tại thị trường Việt chỉ sau 2 năm ra mắt. Tính trong một tháng thì Mitsubishi Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng là 2.309 xe Spender, tính lượng trung bình là hơn 2.000 xe nâng tổng số xe bán ra trong năm đạt là hơn 13.000 xe, gần 14.000, tức là 13.898 xe. Trong khi đó thì, thì Toyota Innova từng làm mưa làm gió một thời, nay chỉ được ghi nhận tổng cộng là 4.500 xe bán ra trong năm. Con số thực sự là khá khiêm tốn. Với sở hữu ngoại hình khá là năng động cùng với không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi, dòng xe Mitsubishi Spender đó là chiếc xe đa dụng được nhiều người dùng Việt ưa chuộng vừa phục vụ cho nhu cầu gia đình và vừa phục vụ cho việc kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên lợi thế lớn nhất của dòng xe này nằm ở mức giá bán rất là hấp dẫn ở trong phân khúc chỉ từ 555 triệu đồng cho bản MT nhập khẩu và 630 triệu đồng cho bản AT nhập khẩu cũng như là lắp ráp trong nước.